Alo anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng đã có thông tin về vị tướng mới đợt này là ai rồi anh em ơi. Anh em coi ảnh thumbnail với lại coi tiêu đề thì cũng biết là ai rồi anh em ơi. Khi mà mình đọc và cũng như là xem cái thông tin của cái con tướng này, nói chung là cái tay vẫn còn run của anh em ơi. Bởi vì sao? Nó bá đạo quá. Nó bá đạo quá anh em ơi. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ra xem là ai luôn nha anh em, cho nó nóng luôn nha. Tướng mới đợt này là Killer Bee bác vĩ. Ủa không có clip video gì hết ta. À chắc là làm không kịp anh em ơi. Đây, Killer Bee bác vĩ nha anh em. Cái nộ của nó thì nó cũng đã xuất hiện ở lúc mà ra cái con Hidan quỷ ấn á anh em ơi. Rồi, đọc thông tin nha anh em. Con này là cực kỳ là ngon và cũng như là nó là sẽ là cái con tướng thay đổi meta luôn nha anh em. Anh em chú ý nha, những ông nào mà đang là đang muốn là thay đổi cái ạc của mình luôn anh em ơi. Con này nó sẽ khiến cho anh em nông dân có thể lực kèo được mấy ông nạp tiền nhiều. Ôi ôi. Rồi ok. Killer Bee bác vĩ anh em ơi. Vậy là tính năng ở vậy là hồi đợt dự đoán sai bả rồi. Ôi con Killer Bee bác vĩ này thì nó liên quan gì đến mấy cái Diệu Mộc Sơn với lại KG thì đúng rồi, nhưng mà Diệu Mộc Sơn thì nó hơi sai sai anh em nhờ. Không nghĩ tới luôn anh em ơi, hơi nhức đầu nhưng mà thôi bỏ qua nha. Con này nghề bảo vệ hệ âm dương. Đó là một con tướng hệ âm dương nha anh em. Ra hai con âm dương một lần. Cái tình trạng ra hai âm dương một lần này chúng ta cũng đã có trải nghiệm trước đó rồi. Anh em còn nhớ không? Hồi đó là ra con Izuna, sau đó là ra thêm con Madara nữa anh em. Đó là hai con âm dương liên tục. Đợt này cũng y chang như vậy luôn mấy ông ơi. Rồi, bộ kỹ năng này là của Killer Bee bác vĩ á. Anh em thì nó cũng đã đây là Killer Bee bác vĩ V2 nha anh em, bản V2 nha. Thì cái bộ kỹ năng này cũng đã lên được map tiên thuật rồi nha anh em. Coi kỹ năng đầu tiên nha, nắm đấm toàn lực nộ nè. Bản thân sẽ tăng 100% sát thương chuẩn nha anh em, năm lượt. Sau đó tấn công lần lượt hai lần nha anh em, hai lần nha, là nhân hai sát thương lên đó. Lần tấn công thứ nhất gây sát thương là bằng 1000% công kèm với lại 50% máu tối đa của bản thân lên kẻ địch có máu cao nhất. Con này lên mát máu nha anh em, lên mát máu nha. Rồi, lần tấn công thứ hai gây sát thương 500% công kèm theo là 25% máu tối đa của bản thân lên toàn bộ kẻ địch. À, trước khi tấn công xóa toàn bộ khiên trắng nha anh em. Cái này mới ghê nè, trời ơi. Cái skill mà mình đợi bấy lâu nay nó cũng đã ra mắt rồi anh em ơi. Khiên trắng là ai anh em? Là Shiyune. Shiyune hiện giờ đang có cái khiên trắng rất là bá đạo, nhưng mà cái người khắc chế Shiyune cuối cùng nó cũng đã ra mắt rồi. Xóa khiên trắng này, ông nào mà chơi cái game huyền thoại hải tặc á, anh em cũng biết cái bộ kỹ năng mà xóa khiên trắng là đến từ ai anh em. Con này, bộ kỹ năng nó giống tới 90% con Kaido Hybrid ở bên huyền thoại hải tặc luôn. Anh em coi kênh của mình thì chắc anh em có ông chơi một lần hai game. Thì đây là con Kaido chứ ai nữa anh em. Rồi đọc nha. Trước khi tấn công xóa toàn bộ khiên trắng nha, tức là khiên trắng của Shiyune xóa luôn. Không, cái đó chưa biết, cái đó chưa biết, nhưng mà mình nghĩ là xóa luôn nha anh em. Xóa luôn khiên trắng Shiyune là mới ngon nha. Rồi khiên trắng này là khiên trắng Shiyune, tỷ lệ cao sẽ là như vậy. Khiên trắng của Choza đó, đang có trên người mục tiêu, sau đó gây sát thương trực tiếp bằng 50% lượng khiên trắng đã xóa được. Tối đa 5000 công, tức là khiên trắng càng dày sát thương gây ra càng cao đó. Anh em lưu ý cái điều này nha anh em. Rồi ôi, làm hồi tuần trước mình nạp Shiyune thấy bà luôn nè em. Làm bây giờ nó ra cái con tướng xóa khiên trắng rồi, bây giờ con Shiyune mình giờ sao? Rồi ơi. Rồi ok. Đó là bộ kỹ năng của con Killer Bee bác vĩ này nha anh em. Con này tạo nên meta khắc chế Shiyune phải lấy nha mấy ông. Rồi tiếp theo nữa, kỹ năng thứ hai đại đao Samehara. Đây là cái đại đao mà lấy của con Kisame đấy. Rồi bản thân tăng 50% công, 50% máu, 150 tốc độ, 100 nộ, 100 kháng xuyên thủ má ơi. Tốc độ cao, 100 nộ nè anh em, ghê vậy, tốc độ cũng cao đó nha. 100 kháng xuyên thủ nha anh em. 50% miễn chống, 50% xuyên miễn chống nha anh em. Đánh thường tấn công toàn bộ kẻ địch hai lần là ít hai sát thương lên nha. Gây sát thương là bằng 250% công, kèm theo đó là 25% máu tối đa của bản thân nữa. Đó, con này anh em nên build max máu nha. Và có 100% cơ hội khiến kẻ địch nhận cái hiệu quả suy nhược. Suy nhược là gì? Không thể nhận thêm các hiệu quả có lợi liên quan đến tăng chỉ số. Ví dụ là tăng công, tăng thủ, rồi đứa nào mà búp tăng công, tăng thủ đó anh em. Đó là nó không nhận được cái này luôn nha anh em. Rất là ghê, ôi ôi. Con này là mạnh nha anh em, đánh giá của mình là mạnh đấy. Đọc bộ kỹ năng thôi là biết mạnh rồi.
kỹ năng. À, con này không phải limit đâu nha mấy ông, limit mới ra con này rồi, con này không phải limit đâu. Rồi, kỹ năng thứ ba, trạng thái Jinchuriki. À, mỗi khi có cái địch hồi sinh, nhận một tầng chát ra bác vĩ. Ôi, cái này là lai lai giống y chang như Bitmom tân niên ở bên huyền thoại hải tặc quá vậy. Và tăng 50% máu, tối đa duy trì 2 lượt nha anh em. Có cái địch hồi sinh nha. Rồi, à, khi mà đạt đủ 3 tầng chát ra bác vĩ anh em, hồi phục 100 nộ, xóa toàn bộ trạng thái xấu và tiến vào trạng thái Jinchuriki, duy trì 3 hiệp. À, 3 tầng. 3 tầng anh em, tức là phải có 3 con tướng có hồi sinh. Anh em né hồi sinh ra nha. Anh em búp hồi sinh, à, ví dụ như anh em chơi mê, ôi trời, chơi team 6 âm dương thì phải có hồi sinh rồi anh em. Chơi team 6 âm dương phải có hồi sinh rồi. Mà khi mà mình bị hẹo á, mình hồi sinh lên á, thì con bác bỉ này nó sẽ tiến vào cái trạng thái Jinchuriki anh em ơi. Thì nó sẽ tăng rất là nhiều chỉ số ngon. Hồi phục 100 nộ nè, xóa toàn bộ trạng thái xấu nè, tiến vào trạng thái Jinchuriki, duy trì 3 hiệp. Jinchuriki nó sẽ giảm 50% máu tối đa của bản thân và tăng 50% chỉ số, ui, y chang như là cái trạng thái long thần của Kaido Hybrid đó anh em ơi. Đây, đó, đọc lại nha anh em. Giảm 50% máu tối đa, tăng công bằng 50% điểm máu đã giảm anh em ha. Tốc độ tăng 8888. Ghê chưa? Ở bên kia Kaido là tăng 9999. Tứ quý 9, bên này là tứ quý 8. Bác vĩ mà anh em phải tăng 8 thôi. Sát thương mỗi lần phải nhận không vượt quá 25% máu tối đa. Cái gì? Sát thương mỗi lần phải nhận không vượt quá 25% máu tối đa. Má ơi, cái kỹ năng này nó còn bá hơn con Kaido bên kia nữa trời. Wow, Kaido bên kia thì nó không có cái búp này, mà nó là tiến vào trạng thái long thần đó anh em, thì nó cũng sẽ có chuyển đổi. Nói chung là cái trạng thái này của con bác vĩ á, thì nó sẽ chuyển máu thành công. Máu thành công, ví dụ như là 10 triệu máu thì nó sẽ giảm 5 triệu máu. À, và lấy 5 triệu máu đó giảm thêm 50% nữa là nó sẽ chuyển thành công. Ví dụ như là 10 triệu máu đi, giảm 50% máu tối đa là 5 triệu máu đúng không? Lấy 50% cái số lượng máu đã giảm đó, tức là 2 triệu rưỡi, chuyển sang công. Đó, chuyển sang trạng thái công nha anh em. Rất là mạnh luôn đấy, con này trạng thái này rất là bá luôn nha mấy ông, nên lấy nha. Nhưng mà cái mà mình đang thắc mắc ở đây anh em, là team cái tầng trách ra này ở bên kia Kaido là chỉ cần đúng rồi anh em, cũng vào trạng thái long thần đúng rồi. Rồi ôi, vào trạng thái cũng sẽ kẻ địch hồi sinh á, thì con Kaido bên kia nó cũng có mấy cái tầng long ấn á. À đúng rồi, ở bên này bác vĩ cũng vậy ha, nhưng mà cái này mình thấy nó bá hơn em ơi, bởi vì nó có thêm một cái này nữa, đó là sát thương mỗi lần phải nhận không vượt quá 25% máu tối đa. Ở bên kia con Kaido thì là miễn nhiễm 3 lần sát thương. Ôi ôi, kinh quá anh em ơi. Rồi, kỹ năng cuối cùng, bản năng vĩ thú anh em ha. Bản thân miễn nhiễm các hiệu ứng khống chế cơ bản bá đạo và giảm 80% sát thương cuối lượt phải nhận. Bá đạo nữa anh em, sát thương cuối lượt là gì? Độc rốt, chảy máu, hắc hỏa, các thứ giảm 80% luôn nha anh em. Các hiệu ứng cơ bản là gì? Choáng, đóng băng, câm lặng, hóa đá. À, ok chưa anh em? Đầu mỗi hiệp nhận một tầng trách ra bác vĩ. À, không, nếu mà con bác vĩ này á, nó không có kẻ địch hồi sinh á, thì nó tự động búp được trách ra bác vĩ. 3 tầng trách ra bác vĩ thì sẽ nó tiến vào trạng thái Jinchuriki. À, và có 50% cơ hội nhận được thêm một tầng bác vĩ nữa, thì đầu mỗi hiệp có tỷ lệ nó sẽ nhận được tới tận 2 tầng bác vĩ. À, một kẻ địch hồi sinh nữa thôi là nó sẽ đủ 3 tầng bác vĩ và tiến vào trạng thái Jinchuriki. Đó, nói nôm na là như vậy thôi anh em ơi. Và đặc biệt anh em đừng quên là tham gia cái truyền tin nhận quà nha anh em. Anh em like share bài viết, 2000 like 2000 share để chúng ta lấy quà đợt này. Đó, anh em share nhiều nhiều nha, mới có 18 share thôi. Cái link của cái bài viết này mình sẽ để dưới phần comment, mình ghim lại để cho anh em share nha anh em, để chúng ta lấy code đợt này. Rồi, ok. Đánh giá về cái con Killaby bác vĩ đợt này cực mạnh. Nó là cái con Kaido ở bên huyền thoại hải tặc á, nó đang là meta rất là mạnh luôn nha anh em. Tất cả những cái con tướng chơi khiêng, ví dụ như Shizune đồ các thứ, vứt qua một bên hết. Chiến này tiêu rồi anh em ơi. Đây, khiêng trắng đúng không? Đâu rồi ta? Xóa vô tàn đội, xóa miễn trống, sau đó bản thân nhận một tầng trăng khuyết. Ngoại trừ bản thân, ủa đâu rồi ta? Cái khiên trắng đâu rồi ta? Đó, nói chung là con Shizune búp khiên trắng là mình nghĩ là xóa luôn anh em ơi. Chuyến này là chắc vứt Shizune luôn rồi. Và đặc biệt, con này nó ra mắt để làm gì anh em ơi? Để những ông top nạp vô, build lên, đánh giải.
Đó, đó là mục đích của nhà phát hành là vậy đó em ơi. Sắp nghe nói là có sắp có giải đấu rồi đó. Nên là đợt này thì con này là phải có trong kho, phải có mặt ở trong meta. Và kể cả những anh em nào muốn chơi lâu dài là phải lấy con này. Con này thì mình nghĩ không phải limit đâu. Nó là âm dương nha anh em, 400 cuộn một con. Ôi, trời ơi, mới quất con Itachi 500 cuộn, bây giờ quay sang con Kirby bác bị 400 cuộn, nhức đầu quá mấy ông ơi. Nhưng mà nó mạnh nha anh em. Rồi, tổng hợp, tổng kết lại sức mạnh của nó nha anh em. Con này chỉ số búp cực kỳ ghê. Khi mà nó nổ nó sẽ tăng sát thương chuẩn 100% duy trì 5 lượt. Sau đó tấn công là ít đa 2 đam lên nha anh em, ít 2 đam. Lần tấn công thứ nhất là kèm theo 1000% công, kèm là 50% máu tối đa của bản thân. Đó, con này anh em phải build max máu bởi vì sao? Để tí hồi nữa mình sẽ nói luôn nha anh em. Máu tối đa bản thân nè anh em, đây, một cái skill đánh theo phần trăm máu nữa nè. Đó, anh em đọc 1000% công như vậy thôi anh em. Lần tấn công thứ nhất gây sát thương là 1000% công. Anh em đọc cái chỉ số này nó cao như vậy thôi á, nhưng mà thật sự ra nó là phải build máu nha anh em, kèm 50% máu tối đa của bản thân lên kẻ địch. Bởi vì con Kaido Hybrid ở bên hiện tại hải tặc á, mình build max máu anh em. Bên đó anh em, bên đó thì y chang như là con Kaido thôi, build max máu hết. Nên là anh em cứ theo mình ha, build công yếu lắm anh em, build công yếu lắm. Mà nó còn đỡ trâu nữa. Rồi, tối đa của bản thân kèm máu nha. Lần tấn công thứ hai là tấn công toàn bộ kẻ địch kèm 25% máu tối đa nữa nè anh em. À, quan trọng nhất là cái skill này nè. Con Kirby này xóa được khiên trắng, không biết là có xóa được con Shiyune không, tỷ lệ lên tới 90% xóa được khiên Shiyune. Nếu mà xóa được thì ngon, còn không xóa được thì chắc không biết nói sao. Nhưng mà con này âm dương thì chắc mình nghĩ vô meta được, vô meta được nha. Rồi, tăng bản thân phần trăm công cao nè, phần trăm máu cũng cao, 150 tốc độ cũng cao, 100 nộ cũng cao, 100% kháng xuyên thủ nha anh em, rất là trâu. Xuyên miễn chống, có cả miễn chống và xuyên miễn chống luôn anh em. Đánh thường tấn công toàn bộ cái địch 2 lần nha anh em, đam to lắm nha. One hit đấy, gây sát thương là bằng 250% công kèm 25% máu tối đa của bản thân và có cơ hội gây suy nhược. Đó, cái suy nhược này anh em cũng đã thấy rồi ha. Rồi, cái kỹ năng này mới bá nè. Mỗi khi kẻ địch hồi sinh thì nó sẽ có 3 tầng bát vĩ anh em, hồi phục 100 nộ nè, xóa toàn bộ trạng thái xấu, nó có thể là nộ liên hồi luôn anh em ơi. Đây anh em, tại sao lại build max máu? Bởi vì nó sẽ máu anh em càng cao, cái lượng máu mà nó chuyển thành công á nó càng cao anh em. Ví dụ như là anh em 100 triệu máu đi thì nó sẽ chuyển tất cả những cái máu này, 100 triệu máu là sẽ là bằng giảm 50% máu, tức là bằng 50 triệu máu, lấy 50% của 50 triệu đó nữa là bằng 25 triệu công anh em. Trời ơi, nó vả cho một cái là bay màu thiệt. Ok chưa anh em? Chưa kể con này có miễn nhiễm toàn bộ hiệu ứng khống chế cơ bản nữa chứ anh em, giảm sát thương cuối lượt. Rồi nó có thêm cái hiệu ứng khi mà Jinchu Diki anh em, sát thương mỗi lần nhận phải không vượt quá 25% máu tối đa. Phải bá chưa anh em? Rất là bá luôn à, bá đạo. Rồi tất cả những cái ấn của Ivan đợt này, của cái con Hidan đợt này chuyển hết sang con Kirby giùm mình nha anh em. Ấn có phần trăm máu á, chuyển hết qua luôn. Rồi bảo vật phần trăm máu, hiền nhân Sima đồ các thứ anh em, chuyển hết qua luôn cho con Kirby. À, nhớ nha anh em, chiến này con Hidan quỷ ấn rồi chắc đi bụi. Có con tăng cơ bá đạo hơn rồi anh em ơi. Rồi ok anh em ha, thì đó là về tổng quan về cái con tướng đợt này mà mình nhận định anh em ha. Nói chung là nó là con meta đấy. Và cũng như là mình nói nãy giờ hết hơi hết tiếng rồi anh em ơi. Nên là ngày mai thì chúng ta sẽ đến với lại vị ninja mới. Và cũng như là mình sẽ quay cuộn rồi test các thứ sức mạnh cho anh em xem. Anh em nhớ theo dõi kênh nha, mai nhiều khi xả 1.600 luôn. Rồi ok anh em ơi, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho like, dõi kênh nha, cảm ơn nhiều nha.